Em tên Bùi Minh Trường, sinh năm 1990. Em là Kỳ Duyên, em 23 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Cái này là vẽ cái mẫu bạn trai lý tưởng của em. Ôi trời ơi. Điểm của em cũng biết nấu ăn, biết chơi bóng bàn và rất thích chiều bạn gái. Rất chiều bạn gái, sao giờ chưa có bạn gái? Thì chiều quá, bạn gái trốn luôn anh. Trời ơi. Trời ơi. Tự vẽ đó. Đây là người trong mộng em á hả? Em thức mấy đêm để em vẽ. Mấy đêm luôn? Không biết có giống mình không ta. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Hết rồi chị. Hết mưa hả? Tắt rồi. Trời đã qua, trời quang mây tạnh. Em tên là Nguyễn Thị Hoàng Oanh, năm nay em 28 tuổi. Em là Nương Văn Thông, em đến từ thành phố Thủ Dầu Một. Em có khuyết điểm gì không? Cái ưu điểm của em là có thể làm được tất cả những công việc của phụ nữ. Nhìn khuôn mặt á thì phải thấy có duyên một tí. Và khi mà nhìn vô cười một cái, nếu mà cái nụ cười có thể làm cho mình đang nóng mà dịu xuống liền thì thật sự em rất thích. Cười mà đang nóng mà nhìn vô dịu là cười sao em? Ví dụ em cười sao chị qua chị coi coi. Gọi là cười tỏa nắng đó chị. Trời ơi. Nụ cười nước đá mới dịu nổi. Coi. Cười. Rồi mất nắng luôn, trời mưa luôn. Cười vậy tỏa nắng hả em? Dạ. Tôi khuyên em và tôi xin em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa.